Skinovic đều là đủ 30 carbon đó các em. Tùy theo cái nhóm thuế khác nhau gắn vào các vị trí mặt nhánh này, các nhóm thuế ở đây nè, mà ta có các chất khác nhau, khung nó đều đủ là 30 carbon hết ha, được chưa? Được ha. Rồi nhóm thứ ba là nhóm lumban, olean, bột sa, lumban ha. Nhóm này ít gặp trong thiên nhiên, vòng E là vòng 5 cạnh, trong khi đó hai nhóm đầu vòng E là 6 cạnh, hai vòng E 6 cạnh, cả 5 vòng đều 6 cạnh hết. Còn nhóm lung ban là vòng E 5 cạnh thôi, vòng E 5 cạnh là do cái carbon số 20 á, nó ở ngoài vòng. Nếu như carbon số 20 ở trong vòng E thì nó là vòng 6 cạnh, còn do carbon số 20 ở ngoài vòng nên nó là vòng 5 cạnh, vòng E 5 cạnh. Nó chỉ khác vậy thôi, được chưa mấy em? Ha, nó cũng giống với nhóm gì? Nhóm olean, nhưng mà chỉ khác là gì? Giống là nhóm carbon số 30 nhưng chứ chắc là carbon số 20 không? Nhưng mà chỉ khác là carbon 20 này nó ở ngoài vòng nên vòng E nó chỉ là 5 cạnh thôi. Ha, nếu nó trong vòng thì nó là nhóm olean rồi. Ha, rồi. Thì sabotanin thường là dẫn chất của 3 beta hydroxy luban 20-29 em. 3 beta hydroxy nè, luban 20 ở vị trí carbon số 20 chính là có nó đôi nha. Đó là nhóm luban. Rồi một số ví dụ tùy theo các nhóm chất gắn vào carbon nè, các vị trí benzene khác nhau mà sẽ có các chất khác nhau. Rồi nhóm thứ tư đó là nhóm phốt pha. Phốt pha thì C hai mấy ở ngoài vòng em? C 22 ở ngoài vòng ha. Cũng là vòng E là 5 cạnh nhưng mà C22 ở ngoài vòng ha. C22 ở ngoài vòng. Rồi một cái nữa là gì? Nhóm carbon ở vị trí 28 á, nếu mà những cái nhóm trên á thì nó gắn vào carbon số 17, bây giờ nó chuyển vị, nó gắn vào carbon số 18 chỗ này nè ha. Bình thường là nó gắn ở carbon số 17 này, bây giờ nó chuyển lên carbon số 18 này ha. Nó khác C18. Rồi C22 ở ngoài vòng, nên vòng E là vòng 5 cạnh. Vậy thôi. Nó có sự khác biệt. Được không mấy em? Rồi đó là sau đi chi đẹp men 5 vòng. Bây giờ đến sau đi chi đẹp men 4 vòng. Tuy là 4 vòng nhưng mà nó vẫn là đủ 30 carbon. 4 vòng nó có. Và nó có một cái nhóm mặt nhánh. Rồi gồm các phân nhóm như là Damara, Lanotan, Cucurbitan, nó có 3 phân nhóm nha. Đây là khung Damara nè mấy em nha. Dòng A, dòng B, dòng C, dòng D 5 cạnh nha. Là 4 vòng nha. Và một cái mặt nhắn. Cái đánh số nó lại khác với mấy em. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cái 18 ở đây, 19 ở đây, 18, 19, 2 cái cặp bò ở đây, 18, 19, rồi 20 ở đây, 21, nhân dân tới 27. Mặt nhánh của nó từ 20 đến 27, rồi 27, xong với 28, 29, rồi 30, đủ 30 cặp bò nữa ha. 4 vòng nhưng mà có một mặt nhánh là đủ 30 cặp bò. Đây là khung Damara, Damara khung đầu tiên nha. Ở đây là cái sabotanin có trong xăm đó nè, có trong xăm, các loại xăm. Rồi tiêu biểu là các sabotanin thật, đó là các cồn tô và
On và Lotto Banaxagi On của Samonin Nhân Sâm khi được lĩnh phần bằng enzyme. Đây là cái Lotto Banaxagi On và Lotto Banaxagi On. Vì Samonin của Nhân Sâm là ở dạng liposic các em, ở dạng liposic. Nếu mà lĩnh phần bằng enzyme á, thì mình sẽ thu được Lotto Banaxagi On và Lotto Banaxagi On. Đây là các amicon, gọi là các renin thật, các renin thật. Còn nếu như dạng saponin của nhân sâm mà thủy phân bằng axit thì nó sẽ tạo thành các saponin giả, đó là Banaxagi On và Banaxagi On. Các saponin giả này không có tác dụng dược lý, chỉ là các saponin thật mới có tác dụng dược lý. Thì đó, nếu thủy phân bằng axit thì nó sẽ cho sản phẩm khác, mà chỉ có phân bằng enzyme thì cho sản phẩm khác, đó là các saponin thật nha. Rồi nhóm tamarin thì mấy em sẽ nhớ cho cô một câu là gặp chủ yếu ở các loài các loài xăng nha, các loài xăng banac spb nhóm em. Còn ngoài ra còn gặp trong hạt táo nè, cỏ yến, nhân dân nha. Nên nhớ lại nha, sau đi năm ra thường gặp trong các cây bụng chim ba nắp nha, chim ba nắp đó. Ngoài ra còn trong cỏ yến, cho rắn biển, nhưng mà mấy em chỉ nhớ là bụng chim ba nắp thôi nha, các cỏ yến. Rồi nhóm thứ hai, nhóm thứ hai của sau đi chi tiết men bốn vòng này đó là nhóm lan ốc cam. Nhóm này gặp trong các động vật như là hải xăm nha. Nhóm lan ốc cam là saponin có ở các loài hải xăm. Ơi, các saponin có nguồn gốc động vật thì có tính tháo huyết mạnh hơn là saponin có nguồn gốc từ thực vật nha. Thì người ta có giả thuyết cho rằng là vũ khí tự vệ của các loài này. Thì nhóm lan ốc cam này lại chia ra làm hai nhóm nhỏ nữa nhé mấy em ha, hai nhóm nhỏ nữa. Nhóm thứ nhất là nhóm hô ốc cam, nhóm hô ốc cam thì đây là cái khung cơ bản nè ha. Thì nhóm này do đóng vào ốc cam giữa OH ở cặp đôi số 20 và cặp đôi số 18. Ở đây là cái vòng ốc cam, khung cơ bản là lan ốc cam, nó sẽ đóng vòng ốc cam ở đây. Nào, mới tạo cái vòng octan. Mình sẽ có cái nhóm nhỏ đó là holoctan. Ở đây thiếu cái, mấy em chỉ một cái mạch nhánh là cặp vòng số 21 nha mấy em, thiếu một cái này. Em chỉ đây là cái mạch nhánh ha. Số 21, cặp vòng số 21. Thì khung cơ bản là lanoctan nha. Lanoctan. Và nó chia ra hai nhóm nhỏ đó là nhóm holoctan thì nó đóng vòng octan ở cặp vòng số 18 và OH. Thì mình sẽ có cái nhóm mới từ cái khung cơ bản này, đó là nhóm holoctan. Rồi nhóm thứ hai là cycloactan. Cyclo là 9-19 ở vị trí carbon số 9 và số 19 này nó đóng vòng lại ở cyclo 9-19 cyclo 3 beta lanoctan cũng là khung lanoctan nhưng mà ở vị trí này nó đóng vòng lại nên cái tên là cycloactan. Còn nhóm holoctan thì nó đóng vòng lacton ở vị trí carbon số 18 và OH ở carbon số 20. Thì có nhóm holoctan nó cũng tự khung cơ bản là holoctan. Được không mấy em? Dạ được. Rồi. Nhóm cuối cùng là khung cụ titan. Thì các saponin này gặp trong các cây thượng họ bầu bí ha, mấy em nhớ nha, cái hình đỏ đỏ đó cô chọn thi đấy ha. Và nhớ khu cuộc biên đan là các saponin của nhóm này thường gặp trong các cây thượng họ bầu bí ha. Nó có đại diện đó, mấy em, nó gặp phổ biến trong các cây thượng họ nào nó đại diện đó. Nhóm tamarin thì các loài xăm ha, các loài bụng chim ba nắp ha. Còn nhóm khu cuộc biên đan là các loài cây thượng họ bầu bí ha. Rồi, đây là khung cơ bản của khung cụ titan.
trơn nhưng mà có sự khác biệt là carbon 19 này nè, ở những cái khung trơn này nó gắn ở vị trí cái nhóm methyl 19 này nè, nó gắn ở vị trí carbon số 10, nhưng bây giờ nó chuyển vị, nó gắn nhau sang carbon số 9 để có một cái mới. Nếu không hỏi hết cái khác ở đây nè, bình thường thì carbon số 19 gắn ở đây, bây giờ nó chuyển qua gắn ở carbon số 9 nha. Rồi thì có các dẫn chất khác nhau, thì nhóm này các em có đặc biệt là gì, phần lớn là tồn tại trong cây ở dạng tự do, tự do là ở dạng acetone đó nha, chứ không phải dạng glycosid. Đây cũng là trường hợp đặc biệt, đa số các saponin trong cây là tồn tại ở dạng glycosid, nhưng mà cái saponin mà trong cái các loài của họ phổ biến này nè thì tồn tại ở dạng tự do nha. Cái này tôi cho được hai câu trắc nghiệm đó nha. Hai câu trắc nghiệm là phần lớn là ở dạng tự do nha. Một số ít là dạng glycosid nha. Các saponin mà có cấu trúc phần acetone này nha. Rồi đó là saponin chi trạch ben nha. Chi trạch ben 5 vòng, chi trạch ben 4 vòng nha. Nó đều điều đủ 30 carbon hết nha. Và bây giờ mình sẽ tới là saponin stearate nha. Saponin thì tổng cộng nó chỉ có 27 carbon thôi. Rồi,